Xin chào anh chị và các bạn, rất vui lại được gặp cả nhà trong bài video review về thị trường hôm nay của HSC. Mình là Châu Phạm. Ngày hôm nay thì mở bán phiên sáng, thị trường vẫn đang trong một trạng thái giao dịch khá là tích cực với những cái diễn biến từ góc độ của thị trường toàn cầu. Hôm nay thì chỉ số nhìn chung là tăng, tuy nhiên là mỗi chỉ số phái sinh thì có yếu tố giảm một tí. Thì khi mà kiểm tra lại thì nhìn chung chỉ số VN Index là tăng mạnh nhất với 1%, chỉ số VN30 thì chỉ tăng là 0.5% thôi, và chỉ số VN30F thì lại tăng 0.01%. Thì đây là một cái bước giá mình đánh giá là cũng khá là thú vị, nhưng mà qua đó nó cũng đang thể hiện ra rất là rõ cái vận động của thị trường hiện nay. Cái dòng tiền họ hôm qua thì họ tập trung vào VN30 Index, nhưng hôm nay thì họ lại bắt đầu tập trung vào VN Index nhiều hơn. Và đó là do tại sao mà cái khi mà cổ phiếu trụ nó chưa đủ khỏe thì nó sẽ khiến cho cái dòng cổ phiếu cho cái dòng đặc biệt là sản phẩm phái sinh thì nó sẽ trở nên là biến động khá là khó chịu. Và thứ hai nữa là một điều mình đánh giá cho rằng là vận động thị trường hiện tại nó đang khá là bất ổn, ở chỗ là chúng ta nhìn vào cái chỉ số VN30 1M ấy, thì hôm nay thanh khoản lại tăng, thanh khoản phái sinh lại tăng. Thì trong tình huống mà thanh khoản phái sinh nó cứ kiểu là nó tăng kiểu như thế này ấy, thì nó chứng tỏ một điều là thị trường chưa tìm được điểm cân bằng. Nếu mà trường hợp mà tìm được điểm cân bằng rồi thì thị trường cơ sở nó mới tăng, còn bây giờ là chúng ta đang trong một trạng thái của thị trường phái sinh. Lý do vì sao lại đến với điều kiện của thị trường hiện tại là thanh khoản lại giảm và điều kiện của phái sinh lại không biến động quá nhiều, bởi vì là dòng tiền lớn thì họ đang nghi ngại một vấn đề là hôm nay thì có thông tin về Ủy ban Kiểm tra Trung ương là đã cách chức vụ với ông Trần Văn Dũng cũng như là ông Lê Hải Trà. Thì đây là hai nhà điều hành của thị trường chứng khoán, đặc biệt là Sở Chứng khoán HOSE. Thì ít nhiều gì đó nó cũng sẽ khiến cho mặt tâm lý của thị trường trở nên bất ổn. Đây là điều mà chúng ta cũng không thể tránh khỏi. Những cái thông tin tích cực thì nó không ra nhiều, trong khi những thông tin tiêu cực thì nó lại ra rất nhiều. Khi mà nó bị ảnh hưởng như vậy thì chứng tỏ một điều là thị trường hiện nay cũng đang có nhiều bất ổn. Và đây cũng là một điều mà chúng ta cũng không còn quá lạ trong giai đoạn thị trường ngày hôm nay, đúng không ạ? Thực tế ra là với mình cho rằng là những cái phản ánh về mặt thông tin tiêu cực nó cũng đã thể hiện rồi, nó cũng đã phản ánh qua những cái áp lực giảm mang tính lịch sử rồi. Và với phiên giao dịch ngày hôm nay thì với việc mà giá tăng một cái cây nến rất là mạnh ngày hôm qua và hôm nay không tăng nhiều và thậm chí là tạo mô hình nến doji ấy, thì nó cho thấy là chúng ta sẽ chắc là sẽ phải có một áp lực điều chỉnh giảm trong phiên giao dịch của ngày mai. Cũng không thể khác được, nhưng mà dù sao nữa thì đây cũng là một yếu tố mà chúng ta vẫn là kỳ vọng. Bởi vì sao? Ngày mai là phiên giao dịch đáo hạn của phái sinh, đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là cái lực tiền nó chưa đủ mạnh để nó đẩy giá, để nó kéo giá tăng mạnh hơn. Nói cách khác là cái dòng tiền mua ấy, họ vẫn chưa thật sự là tham gia một cách thoải mái vào điều kiện thị trường hiện tại. Thì đây là một điều mà chúng ta cần gần như là phải chấp nhận thôi. Trong giai đoạn thị trường lần này thì cũng khó mà kỳ vọng có thể hơn thế được. Nhưng mà nhìn về góc độ của toàn cầu đi, thì dù sao nữa thì các chỉ số cũng đã bắt đầu ổn định hơn. Ví dụ là chỉ số đồng đô. Chỉ số đồng đô hiện tại là nó về lại mức của 103. Thì cái mức này là mức mà mình kỳ vọng này. Thật sự là với điều kiện thị trường hiện tại mà đồng đô càng về thấp ấy, thì nó càng ủng hộ cho vận động của phía thị trường trong nước. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là chúng ta nhìn về yếu tố chỉ báo thị trường cũng như là sản phẩm về chỉ báo tâm lý ấy, thì đầu tiên có thể nhìn nhận là đến thời điểm này giá đã giảm hết cỡ rồi, gần như là cũng không có cơ sở để cho giá giảm thêm nữa. Do vậy là đến thời điểm này, ví dụ như chúng ta mở lệnh mua đi thì chúng ta mua cũng khá là hợp lý, không bị sai đâu. Và thứ hai là chúng ta nhìn theo đà lan tỏa thị vốn hóa thì cũng có thể thấy là đà lan tỏa thị vốn hóa hiện nay đến mức là 10%. Ở mức độ này thì thị trường hiện tại đang ở trong một trạng thái là đang kỳ vọng là sẽ xác lập đáy, bởi vì là chỉ cần một hai cổ phiếu, đặc biệt là cổ phiếu vốn hóa lớn nó tăng thì nó đủ để cho cái sức mạnh lan tỏa của dòng vốn này tăng lên, và qua đó thì sẽ đủ để cho chúng ta kỳ vọng là ít nhất là có một cái nhịp hồi phục mang tính là ngắn hạn ở trong phiên giao dịch lần này.
Dạ, thì đây là điều mà mình đang kỳ vọng ở trong phiên dịch sắp đến. Nhìn chung là góc độ thị trường cũng đã bắt đầu có tín hiệu là tích cực hơn. Ví dụ như hiện tại là tỷ trọng chờ mua chờ bán đi, thì nó cũng ở trong trạng thái là 10%, khoảng 5-10% đi lên. Thì đây là một trạng thái mình cho rằng là hết sức là an toàn. Nếu như mà trường hợp là chúng ta tập trung mua với những cổ phiếu mang tính giá trị tốt. Còn nếu như trường hợp mà chúng ta giải ngân thì chúng ta sẽ giải ngân như thế nào? Thì ví dụ như ngày mai là một phiên giao dịch đáo hạn phái sinh với mẫu hình nến gọi là nến Doji trong cái vùng gọi là ngôi sao bay ấy, shooting star ấy, thì có thể đâu đó là giá nó sẽ có nhịp điều chỉnh vào ngày mai. Và nếu mà trường hợp nhịp điều chỉnh ngày mai xuất hiện thì đây mình đánh giá là một cơ sở khá hợp lý để chúng ta bắt đầu giải ngân mang tính thăm dò với thị trường hiện tại. Thì đó là một số nhìn nhận với thị trường chung. Còn nếu mà trường hợp kiểm tra cổ phiếu thì mình cho rằng là thời điểm hiện tại nếu mà gọi là mua lên thì nó vẫn chưa phải là trạng thái thích hợp lắm. Khi mà chúng ta thấy cái chỉ số VN30 này nó vẫn là đang đang khá rủi ro khi mà hầu hết các cổ phiếu đều ở trong trạng thái giảm. Chúng ta hãy cùng xem là VCB này, VIX này, VHM hay là GAS cũng thế. Với cổ phiếu trụ như là VCB đi, thì trụ VCB hiện tại là không không có dấu hiệu tăng trưởng phục hồi nhiều. Hay là với VIX, VIX thì ngày hôm nay cũng có yếu tố là rút chân, mình đánh giá là khá là tích cực đấy, và giữ được cái vùng giá tham chiếu. Thì dù sao nữa thì với VIX nó cũng hay xuất hiện hiện tượng này trong thời điểm mà thị trường chưa có xu hướng. Hay là với VHM thì hôm nay cũng tương tự như VIX, VRE thì cũng thế luôn. Nhìn chung là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chắc chắn rồi, sẽ không kỳ vọng là giá sẽ phục hồi quá mạnh. Không kỳ vọng là giá phục hồi quá mạnh nhưng đủ để cho chúng ta có thể một cái kỳ vọng là thị trường hiện tại sẽ gọi là cầm máu sau một phiên sau quá nhiều phiên giao dịch điều chỉnh giảm như hiện tại. Thì đó là với chỉ số VN30. Còn nếu mà thị trường cần trụ thì cái trụ nó phải đến từ đâu? Thì chắc chắn một điều là nó vẫn phải đến từ hai nhóm cổ phiếu lớn là nhóm bất động sản và nhóm ngân hàng ở đây và nhóm tài nguyên nữa. Hiện tại là mình cho rằng là với tất cả cổ phiếu này này, bất động sản, ngân hàng này cộng với tài nguyên cơ bản nó đã đóng đến khoảng 50% trên 50% xin lỗi là 50% đối với thị trường hiện tại. Và nếu mà cộng thêm những cái nhóm lẻ lẻ thực phẩm đồ uống nữa thì nó cũng lên khoảng 60-70%. Nhìn chung là trong những trạng thái này thị trường vẫn đang ở trong trong yếu tố là tiêu cực. Chúng ta nhìn lại nhé, nhóm ngân hàng không có một cái đại diện nào mà đủ để chúng ta kỳ vọng là nó lan tỏa. Hay là bất động sản cũng tương tự như vậy, bất động sản thì cũng có những cổ phiếu mà cũng BCM này, VRE này thì cũng đều ở trong trạng thái là tiêu cực, đều bị mất xu hướng. Còn Novaland nữa, Novaland hôm nay bị giảm xuống rút chân, nhìn chung là cũng ở trong trạng thái là giữ được nền. Do vậy một lần nữa mình khẳng định là nếu mà trong trạng thái của thị trường thì vẫn chưa thật sự là tích cực lắm đâu. Nó vẫn là đang ở trong một tình huống là VN-Index đang test đáy, tức là đang kiểm tra lại giá hiện tại có thật sự là đáy hay không. Đó là về mặt tâm lý thị trường nói chung. Còn xét về mặt kỹ thuật thì mình cho rằng là thị trường đang có dấu hiệu tạo đáy. Chúng ta nhìn thấy rõ thì yếu tố phân kỳ dương nó bắt đầu nó phổ rộng và nó nhiều hơn, mạnh mẽ hơn so với giai đoạn thị trường trước đây. Nó cũng giống như là giai đoạn mà mình để ý hồi năm 2020 khi mà thị trường chuẩn bị tạo đáy liên quan đến Covid-19 ấy, thì nó cũng sẽ có rất nhiều yếu tố báo hiệu là phân kỳ dương và sau đó là giá bắt đầu test test nền và tăng. Thì bây giờ hiện tại thì chúng ta cũng đang có hai tín hiệu phân kỳ ở đây rồi. Thì liệu là giá có phục hồi lại ngày mai hay không? Thì chắc chắn là câu trả lời nó sẽ đến sau phiên giao dịch của đáo hạn phái sinh. Và đặc biệt là phiên đáo hạn thì nó sẽ yếu tố thị trường khá là rủi ro. Và chúng ta quay lại đáo hạn phái sinh nhé. Phái sinh ngày hôm nay thì một lần nữa OI giảm rất rất mạnh. Trong khi đó là cái thanh khoản giá thì lại tăng. Thì cho thấy một điều là dòng tiền hiện tại họ vẫn đang muốn giao dịch mang tính là ngắn hạn nhưng cũng chưa có một xu hướng cụ thể trong lúc này. Thì do vậy là chúng ta sẽ phải kỳ vọng thôi. Ngày mai thì nó sẽ có một cái biến động khá là lớn cả về hai chiều. Và trong trường hợp mà biến động khá lớn hai chiều ấy, thì chúng ta sẽ với mình cho rằng quan điểm vẫn là nên canh mua. Trong trường hợp ngày mai giá sập xuống cái vùng ở 1242, 1240 tại tại cái vùng này thì đây là cái điểm canh mua. Và nếu mà chúng ta hạn chế giao dịch F1M, chúng ta sẽ giao dịch F2M trong phiên dịch ngày mai nhé. Ngày mai thì F2M thì cái điểm canh của nó sẽ rơi vào khoảng 1258. Thì nhìn chung điều kiện thị trường hiện tại là đang khá là ủng hộ cho trạng thái tạo đáy ngắn hạn của thị trường và mình cũng sẽ kỳ vọng là ngày mai sẽ có một pha test
và pha test đáy này sẽ thành công và sẽ tạo một xu hướng hồi phục ít nhất là từ đây đến cuối tháng 5. Xin cảm ơn anh chị các bạn đã dành thời gian theo dõi bài video hôm nay và xin hẹn gặp lại cả nhà trong bài video ngày mai nhé. Xin chào ạ.